Đây là chuyến đi cứu trợ của VINAHF tới cái, đây là Con Ngua, một cái vùng đất là bị bão lũ nặng nề ở Quang Binh. Đoàn mang các hàng cứu trợ tới các gia đình mà bị thiệt hại nặng nề và nghèo nhất trong khu vực của Con Ngua,